Everybody, welcome to Health VKT. Xin chào bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh Health VKT. Thì hôm nay chúng ta sẽ đến với một con game ha, một con game Tam Quốc. Con này tên gì ta? Nhìn thấy quen lắm luôn á. À, đồ đồ ngoại nhìn khá đẹp ha. Oh man. Oh 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 oh. Tên gì đây? Wow. Tôi nhìn quen lắm luôn á. Không nhớ được cái tên anh em. Tại vì hiện tại thì bên heo rất là nhiều game rồi, bây giờ không có thể nhớ được những cái con game nào nữa. Oh man, nhìn quen quá. Oh wow. Thì cái này ngon nha. Cái này mà có vị quá nữa là thơm đấy. Game này của Milu hả? Ok man, không biết có quy gì không đây. Mày nhìn thể loại này, nhìn nhìn nó giống cái con danh tướng Ba Quy, danh tướng gì thiếu niên danh tướng Ba Quy ấy. Cũng đồ họa nhìn giống giống vậy nè. Mà bên kia thì danh tướng Ba Quy thì nó nhìn đồ họa mấy con tướng này nó bự hơn ha. Nó giống như vậy nè, chứ nó không phải là chibi nhỏ nhỏ như vậy hả? Nhưng mà nhớ là con này ngon lắm đấy, bản Việt Nam là thơm á, nạp cũng khá nhiều ấy chứ không phải ít đâu. Rồi để coi bản này nó quy nhiều hay không, chứ thấy là chấm đỏ hơi nhiều nha, chấm đỏ là quà đấy, mấy cái phần mà chúng ta có thể nhận được thưởng á. Này có nhân một được không? Không bỏ qua được à, VIP 11 chúng ta có thể bỏ qua được trận đánh. Hoặc là level 3 hả? Chúng ta level 4 luôn rồi. Wow, qua ấy được nhận. Đầu vô được có 9.000 mấy kim cương nha, kim nguyên bảo nha. Hy vọng là phi nhiều nhiều cái đi. Ok. Nó đang hướng dẫn rất là tỉ mỉ luôn. Bà mẹ nó đây. Này không có việc quá ha. Tiếc thiệt chứ. Đồ họa đẹp nha. Kỹ năng cũng thơm nha, kỹ năng đánh được ấy. Nè coi nè, ấn tiêu nè, ấn tiêu nè. Đó. Đó đó, đẹp chứ bộ. Rồi mở cái này ra, được một viên này. Viên này làm gì đây? À vô nâng sao cho nó hả? Chị chưa xong được hướng dẫn đầu game nữa hả ta? Này vậy là chắc chạy qua map 3 rồi. Bắt đầu lính tráng rồi, bắt đầu hơi khó khăn rồi nha. Giờ đây chắc mấy kêu đã chạy qua map 2 luôn quá. Nghe gì lắm à. Rồi, thường là nâng cấp vũ khí xong là xong á. Rồi. Gì nữa hả? Trời. Hướng dẫn đầu game hơi bị dài nha. Gì dài dữ vậy ta? Gần 5 phút rồi mà chưa xong nữa. Đánh nè, ấn tiêu khá là đẹp. Nhìn như là cái kỹ năng của con lữ bố bên kia vậy. Đó.
rồi, vậy là chắc đánh xong luôn cái ấy rồi. Đương Liêu mà đã đánh một cái một rồi, bây giờ đánh tới con này nữa. Ok gì à, đem xuống hả? À sợ nó bắt con này đi hả? Nhìn động cát cái hình đẹp ghê, mà vô động cát hình nhỏ xíu. Hình này à, nhìn giống cái nhân vật của con Thiên Long á anh em. Đúng rồi, nhìn giống con Thiên Long á. Gì đây, quà hả? À, đồ quà khá nhiều nhỉ. À, có cường quá danh nữa hả? Rồi gì đây? Oh man, lữ bố hả? Lữ bố hả? Đâu ra vậy? Không, chỉ là hình ảnh mang tính chất minh họa. Và chúng ta cũng đã xong rồi nha. Cái gì đây? Oh man, chơi. Cái gì đẹp vậy? Wow, ủa sao nó có được mấy cái skin này vậy ta? Oh man, lấy đâu ra vậy? Trời ơi, ủa nó lấy đâu ra cái skin này vậy ta? Nhìn đẹp quá à. Này là mấy con mới. Đụng mấy con 7 luôn rồi hả? Lữ bố nữa nè. Này thì chắc là qua đà rồi. Ồ, đổi hình đi có 3 con rồi hả? Nè, này còn mấy thằng nam nè. VIP 12 cũng đi lữ bố với con này luôn. Rồi lượn một vòng quanh cái coi. Này là gì đây? Nhà qua điểm danh điểm danh. Server mới ra có 2 ngày mà. Đúng rồi, server mới mở có 2 ngày mà sao nó mạnh dữ vậy ta. 2 ngàn. Thì 1.500.000. Nãy giờ chúng ta được 16.000. Đây. Điểm danh chúng ta sẽ nhận được kim nguyên bảo. À, game này là do bạn bạn Hoàng Giang gửi heo hả? Này chúng ta được phi VIP 8 hả? VIP 8 và VIP là không kim nguyên bảo nha. Ok. Bạn Giang gửi cho heo hả? Đó. Nick Facebook Hoàng Giang nha, cũng không biết là ai luôn. Như là ngáo vui vẻ hay gì á. Rồi ở đây có quà điểm danh ha. Cái này là cái gì ta? À, nhận được mảnh tướng VIP đồ. Hôm hỉ mà có kim nguyên bảo là không có vé tệ không ta? Đồ mới nhắc có luôn 50 tệ nè. Wow, đăng nhập mỗi ngày nhận 50 tệ. Oh man, 50 à, hồi nãy 50 giờ 100 200 300 500 600 1.001, 1.003, 1.500, 2.000, 2.500, 3.000, 4.000, 5.000, vâng, 15.000, 15.000 kim nguyên bạ, 15.000 vé tệ. Đúng không? 1, 5 nè ha, 5, 50, 100, 200, 300, 500, 600, 1.001, 1.003, 1.500, 2.000, 2.500, 3.000, 4.000, 5.000, 5.000, 5.000, 5.000 tệ ha, 5.000 tệ, nạp, nhìn thấy chữ nạp rồi, để
Thì tí chúng ta quay lại vô túi chúng ta kiểm tra sao ha. Bây giờ đi một quà tiếp. Nè, như là phúc lợi toàn dân. Đúng rồi, cái này là phúc lợi toàn dân. Còn cái này là quà trưởng thành. Không ham cho lắm. Mà nếu tí nó phi thì chúng ta cũng nên ăn. Rồi, gì đây, quay bài. Vé tệ, cắn vé tệ, chỗ này nhập fit code nè. Ok. Vé quay tướng với kim nguyên bảo. Em nghĩ code game này cũng không có gì ngon quá à. Hồi nãy code S VIP mà nó còn như vậy thì mấy cái code VIP này thôi rồi luôn. Thấy không, nó cũng đâu có quà gì ngon nữa không. Thục giận linh ta linh tinh mà nãy giờ chúng ta được 59.000 kim nguyên bảo rồi anh em. Các bạn này không có hy vọng gì khuy nhiều rồi. Rồi hết code. Chúng ta chỉ có 6 cái code thôi. Này quay tướng hả? Ok, tí quay lại sao? Danh 7 ngày chắc đây là đội hình khuyên dùng ha, cái gì á. Đúng rồi, đội hình khuyên dùng. À, đây có hư nè anh em. Ủa không phải hả? Không phải. Thì đánh boss. Hết hộp, tưởng đâu có hư chứ. Này chắc là qua nằm đầu rồi. Hy vọng cái vé tệ hồi nãy của chúng ta là sẽ cắn ra được vé tệ nạp ha. Đây, tệ nè, 50 tệ. Oh man, méo có ra tệ. Méo có ra kim nguyên bảo nạp luôn á. Tu cà na quá. Gì đây, mở cái ấn hả. Thì tướng. Mạnh tướng random ha. Trang bị ô tướng luôn hả? Ngon. À, cái đây chúng ta nhận đây. Wow. Ngon đấy. Thấy có cái gì đó nó giật dậy niềm tin của chúng ta rồi hả? Hết rồi. Chúng ta có vé quay tướng hả? Bây giờ ra quay nào. Quay ở đây. Đây, quay nhân 10 hả, tướng VIP. Một, đục. Rồi không ra tướng luôn hả? Đây. Đó, ít ra cũng ra một con tướng chứ. Mà tướng này là tướng gì đây? Tướng cam hay là tướng đỏ đây không biết nữa. À, tướng cam. Tiếp luôn, quay nhân 10 tiếp. Ngại gì cử, bệnh gì cử anh em. Đỏ. À, tướng tím rồi, tướng cam tím hay gì rồi, không ngon lắm, mà ok. Tướng cam ha. Tướng đỏ đâu. Đỏ. Đó không, rồi vẫn cam ha. Hay chắc là tàu nhân rồi, một con tướng support gỡ lộn một con tướng tăng rồi. Thấy nó cầm cái khiên là biết ha. Đu, tướng đỏ. À, vẫn không đỏ. Nữa một con nữa, một con nữa. Nè nữa. Vậy là quay 10 lần thì được một con tướng cam thôi. Cam nữa rồi. Còn 5 lần nữa. Cố lên. Tướng gì đây? Vâng, cũng là một con tướng cam thôi anh em ạ. Tướng gì đây? Triệu dân. Phải không?
Hình như là vậy, không biết phải không, chắc là Triệu Vân đó. Yeah, hình như mình mở ra được một con tướng VIP hay gì này đúng không? Đúng rồi, một con tướng. Cái này có nên VIP không ta? Cũng không VIP lắm đâu. Cam mà tướng đỏ mới ngon chứ đúng không? Đây không biết luôn ha. Em không có rành mấy nhân vật Tam Quốc lắm ha. Mà gặp cái này là tiếng Trung nữa là cũng là xong luôn. No, oh my god. Wow, wow, wow. Lữ bố, lữ bố. Ok, ủa hồi nãy như chúng ta cũng có lữ bố mà đúng không ta? À, cái này quay nhân một thôi. Ta được 1.000 đúng không? 1.000 thì chưa đủ cái này nữa. 36 chúng ta mới mở được cái này. À, đây, để VIP 3 hả? Này VIP 5 hả? Cái quà này quà gì cũng không biết luôn em. Mà chúng ta được 89.000 tại 89.000 kim bảo hả? À, cái quà này hình như là cái quà quay nãy nè. 500 lần là được một con tướng đỏ tự chọn hả? Hợp đấy. Được. À, trong này chúng ta sẽ có cái gì nữa đây? Ủa, cái này là quà gì ta? À, quà VIP anh em ơi. Wow. Ngon lành. Đúng rồi, lên VIP 10, vậy là hồi nãy chúng ta ăn 50 tệ đó. Ngon lành anh em ơi. Vâng, quá ngon lành. Được nha. Kiểu như là hồi nãy chúng ta cắn cái vé 50 tệ anh em, là nó lên hả? Ok, được đó. Được. Vô mở con tướng nữa hồi nãy đây. Trời ơi, rương 20 thôi. Nó lấy tướng nào đây? Không biết luôn. Nó để nó đi, chừng nào gom đủ rồi lấy tướng hả? Được 3 con nữa nè, tàu nhân nữa. Thì lâm hết. Đâu rồi, lữ bố đâu? Đây, lữ bố. À, hồi nãy chúng ta hình như có một mảnh. Trời ơi, nghĩ sao vậy, chúng ta có 2 con lữ bố. Mã su cờ na thiệt chứ. Ơi, chán chịu không nổi luôn á. Vậy là chúng ta quy được một bộ thời trang. Wow, hàng chi vô thấy nhiều người có thời trang đồ. Có thời trang hả? Ủa? Sau này game Trung Quốc mà có áo dài của Việt Nam. Đồ Halloween đồ luôn. Ủa mà sao nữ nó có bộ này mà mình không có bộ này ta? Kỳ thiệt. Wow, đẹp nhớ. Ok, hãy hôm á, game này hôm nha. Anh em nào có chơi thì tải về ha. Link em sẽ để dưới phần mô tả nha anh em. Code thì bên web ha. Ok. Được, Huy tải nạp là thấy hôm rồi, nạp lên VIP ha. Thì khoan, để ra ta coi lại coi. Đúng rồi, VIP nó lên VIP 10 nè. Ok man. Rồi, link heo để dưới phần mô tả ha. Anh em nào có chơi thì tải về.
Đấy, rồi cảm ơn bạn Hoàng Giang đã gửi cho Heo con game luôn ha. Ok anh em. Rồi, bye bye, chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Nhớ like, share và đừng quên đăng ký kênh cho anh em. Game này nhìn khá quen mà chả nhớ tên, đi hỏi tên cái đã. Ok, bye bye.